Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại channel của Tân Phát. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt giấy mực và thẻ cho máy in thẻ nhựa SD260 của hãng Datacard. Trên tay tôi hiện tại đang là máy Datacard mã SD260, cùng với đó là hộp mực in của máy. Thì đầu tiên các bạn sẽ mở cái nắp lên, nó có cái nút để ấn này, các bạn sẽ mở nắp lên. Đó. Thì đây sẽ là khoang mực đầu in này, khoang mực ở dưới này. Thì các bạn sẽ rút khoang mực lên, cái phần mực xanh rút khoang mực lên này. Này. Thì các bạn ý nhá, trên cái phần mực in ấy nó sẽ có hai màu, một cái là màu xanh dương này, một cái là màu ghi. Thì tương đương đấy thì trên khay mực nó có hai màu là trục xanh dương và trục màu ghi. Thì xanh dương các bạn sẽ lắp với lõi xanh dương và màu ghi các bạn sẽ lắp với lõi màu ghi. Lắp theo chiều này nhá. Đây các bạn sẽ lắp theo chiều này. Sau đấy thì các bạn sẽ lắp ngược lại khoang mực trở lại. Thì cái dòng này nó khác với dòng máy 2T. Thì dòng này thì không dùng thẻ chip, bởi vì chip nó đã gắn sẵn ở trong cái trục mực rồi. Thì sau đấy các bạn đóng đầu in vào. Rồi, và trên máy thì nó sẽ chờ trạng thái của máy. Để in test ấy, thì đầu tiên các bạn sẽ ấn vào cái nút màu xanh này. Nó sẽ lên cái mục menu available, các bạn chọn enter rồi. Đó, cái mục maintenance đầu tiên, chọn maintenance. Thì cái clean card này là để vệ sinh lại đầu in cũng như là vệ sinh máy. Nó có cái thẻ clean ở trong cái phần hộp mực. Chúng ta bỏ qua bước này. Đấy, xuống phần test card này, chọn OK, chọn Start để bắt đầu in test. Đó, máy sẽ kêu một nhịp để nó hút thẻ vào. Nó sẽ chờ trong khoảng 5 đến 10 giây để máy lại in test ra. Và sau khi in test xong chúng ta sẽ có thành quả ở đây. Máy rất nét. Như vậy là đã xong. Và nếu bạn có thấy video vừa rồi thực sự hữu ích, hãy ấn like, share và subscribe cho kênh của Tân Phát. Cùng với đó là đừng quên nút chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình. Xin cảm ơn các bạn.